Chào quý vị đến với chương trình Talk Show Chánh Trần Neo Show cũng như là Thương mại cuối tuần. Thì hôm nay vào cái dịp năm 2020, Chánh có Talk Show với anh Chánh Trần là đại diện của Rosiel mà tiếng Việt gọi là Nghĩa Trang Đồi Hồng. Thì trong cái Talk Show đầu năm 2020 này sẽ có rất nhiều cái thông tin mới rất là hay để các quý khán giả gần xa tìm hiểu về Nghĩa Trang Đồi Hồng Rosiel. Thì anh Chánh welcome anh quay lại vào năm đầu năm của 2020 á. Thì trong thời gian mà Tết dĩ nhiên là mình không phù hợp để nói với đề tài này. Thì rất có nhiều quý khán giả gọi điện vào hỏi thăm về anh Chánh cũng như là hỏi về Rosiel. Thì họ giống như có hai cô ở, một người ở thành phố Anaheim, một người ở thành phố San Bernardino. Thì họ nói là họ đi dự những cái lễ tang của người phương Tây á, thì họ thấy hoàn toàn khác biệt với văn hóa của người châu Á. Thì hôm nay sẵn dịp anh quay lại với show, Chánh cũng muốn đặt câu hỏi đó, thì nhờ anh phân tích giùm sự khác biệt giữa cái lo hậu sự của người phương Tây và người châu Á như thế nào. Xin mời. Kính chào quý khán thính giả của đài VBS, một lần nữa Chánh Trần của Rosiel lại được tái kiến cùng Chánh Trần của VBS. Và để trả lời cái câu hỏi của anh Chánh Trần là sự khác biệt giữa chương trình hậu sự của người Tây Phương nói chung, đó là nghi lễ an táng của người Tây Phương và nghi lễ an táng của người Việt chúng ta có cái sự khác biệt gì. Thì nói chung đó là chúng ta có rất nhiều khác biệt, nhưng mà cái sự vì thời giờ có hạn cho nên tôi chỉ nói một cái điểm khác biệt lớn nhất thôi. Là thứ nhất là khi chúng ta đi đám tang của người Tây Phương đó, thì chúng ta thấy không khí rất là im lặng, mọi người đều nói chuyện rất là thì thầm với nhau. Và điểm thứ hai đó là đám tang của người Tây Phương là không có ăn uống nhiều lắm, là người ta chỉ cho mình một chai nước lạnh mà thôi. Anh có thấy đúng như thế không anh Chánh? Vì vậy cho nên khi mà người Việt Nam chúng ta khi mà phải lo chuyện hậu sự cho thân nhân đó, khi đến các nhà nghi lễ thì chúng ta lại kẹt một vấn đề. Thứ nhất đó là không có cho đem thức ăn vào, có nhiều gia đình phải để thức ăn ra ngoài, và chúng ta lại mất vệ sinh, và chúng ta lại người ăn đó thì lại phải đứng ăn, mà đứng ăn ở ngoài cầm tay bốc rất là bất tiện, không có vệ sinh tí nào cả. Vì vậy cho nên đó là những cái điểm mà khác biệt. Ngoài ra người Việt Nam chúng ta khi gặp nhau đó là nói chuyện nhiều hơn, chúng ta lại không có chỗ để mà ngồi nhau nói chuyện. Lý do người ta Việt Nam chúng ta nói chuyện nhiều hơn là bởi vì chỉ có khi đám tang hoặc là đám cưới đó, có những cái người mà mấy chục năm từ những tiểu bang khác, từ những quốc gia khác mình mới gặp nhau một lần. Cho nên người Việt Nam chúng ta hay thích nói chuyện những nơi như là đám tang hay là đám cưới. Và vì vậy cho nên có những bất tiện đó mà Chánh Trần hôm nay đến để xin trình bày với quý vị. Chánh nhớ là trong khoảng hình như là cũng hơn năm trước Chánh ghé để làm việc với bộ phận marketing của Rosiel, thì thấy là bên chỗ Nghĩa Trang Đồi Hồng Rosiel có đang xây dựng một cái trung tâm rất là mới, rất nhìn rất là lớn, mà thấy có những cái chữ mà cho người Á Đông nữa, thì không biết là cái đó là bây giờ có khánh thành hay là hoàn tất xong cái dự án đó chưa anh? Dạ thưa anh Chánh Trần VBS, để giải quyết những vấn đề của người Á Châu của chúng ta, cho nên Rosiel có khánh thành một trung tâm tên là Trung tâm Nghi lễ Hoa Viên. Hoa Viên. Tức là tại trung tâm này nó giải quyết cho quý vị nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là vấn đề là như Chánh Trần vừa trình bày đó, là trong các nghi lễ mà an táng của người Á Châu thì chúng ta cần có thức ăn với lòng hiếu khách. Có nhiều khi của người Việt Nam thì tôi đến tôi hay thấy có chả giò, có cà phê sữa, cà phê đá, có bánh bao, có những thức ăn nhẹ. Vì vậy nơi trung tâm nghi lễ Hoa Viên đó, quý vị sẽ có một cái phòng riêng luôn, và trong đó
có luôn một cái nhà bếp để mà hâm thức ăn và hâm thức ăn và để cho serve thức uống luôn, và có bàn ghế ngồi đàng hoàng. Và khi mà bạn bè thân quyến lâu ngày không gặp nhau có thể chỗ ngồi để nói chuyện thay vì là đi sang ngay cái phòng mà thăm viếng. Vì có nghĩa là cái trung tâm nghi lễ Hoa Viên là đặc biệt dành cho những người cộng đồng châu Á mà thực hiện những cái nghi lễ hậu sự tại nơi đó luôn, có thức ăn, thức uống, có cái chỗ ngồi nói chuyện mà mình to tiếng cũng được luôn. Dạ. Wow. Dạ, ngoài ra đó là người Á Châu chúng ta rất là yêu âm nhạc. Vâng. Chúng ta trong các nghi lễ an táng chúng ta thường thường có những cái tiết mục mà hát hoặc là văn nghệ nhẹ để tưởng nhớ những kỷ niệm êm đềm xa xưa với người quá cố. Cho nên trong những cái phòng mà thăm viếng đó, chúng tôi có hai phòng thăm viếng thật lớn, và trong mỗi phòng đó chúng tôi có một cây đàn đại dương cầm, tức là tiếng Mỹ là grand piano, tiếng Pháp là đàn cơ đó, piano cơ. Thì với những cái đàn đó quý vị có thể lên hát những bản hát nhẹ cho gia đình và cho người quá cố. Có nghĩa là nếu mà có trong cái sự việc, trong cái event đó có người mà biết chơi đàn thì mình có thể chơi live luôn, hát tại chỗ luôn. Wow, dạ, quá hay. Dạ, với dàn âm thanh thật là tối tân cho quý vị. Để thế thì tại trung tâm Hoa Viên á, bây giờ Chánh có hai câu hỏi. Thứ nhất là mình có cái người nhân viên service, người nói tiếng Việt để giúp đỡ cái cộng đồng người Việt mình hay không, để lo cái hậu sự tại trung tâm Hoa Viên. Cái câu hỏi thứ hai là bây giờ một số nghe anh Chánh giới thiệu rất hay, một số các gia đình muốn gọi điện thoại đó để thăm trung tâm Hoa Viên xem trước đó, thì không biết là bên anh có cái số điện thoại miễn phí nào, cũng như có người Việt nào thách kè cái cái đi viếng thăm trung tâm Hoa Viên hay không? Dạ, để trả lời hai câu hỏi của anh. Câu hỏi thứ nhất là vấn đề mà nhân viên nói tiếng Việt để phục vụ tại trung tâm Hoa Viên đó, thì chúng tôi đó là có nhân viên tôi nói tiếng Việt, và mỗi lần đó là chúng tôi phục vụ cả ngàn gia đình trước đây rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất đó là chúng tôi phải điều hành chu đáo để hợp nhất chương trình tang lễ và nghi lễ. Điểm thứ hai đó là mỗi gia đình của quý vị đó đều có một người thân rất đặc biệt, như là một người cha tuyệt vời hay là một người mẹ trên cả tuyệt vời. Vì thế chúng tôi tuyệt đối tôn trọng cho người thân của quý vị để vinh danh cuộc đời của mỗi người thật đặc biệt của quý vị. Và cái sự tận tâm chu đáo phục vụ hết lòng đó là đến từ sự huấn luyện nhân viên của chúng tôi thật là kỹ càng, để cho nhân viên chúng tôi theo cái truyền thống của Rosales á, là đối đãi với gia đình hết lòng, tận tâm phục vụ, cẩn thận chăm sóc, tôn trọng thân chủ, và sự hài lòng của quý vị đó là chúng tôi đặt trên hết quyền lợi của chúng tôi. Dạ. Yeah. Vâng. Như vậy. Và số điện thoại mới của chúng tôi là số 888 818 8670. Quý vị nên nhớ cái đó là số điện thoại của Rosales. Thì quý vị sẵn dịp đang xem cái chương trình của chúng tôi á, quý vị lấy cây viết và tờ giấy ghi lại cái số điện thoại liền để yêu cầu nói chuyện với nhân viên tư vấn nói chuyện tiếng Việt là 888 818 8670. Thì anh Chánh, bây giờ mình vô mà nhiều người cũng thắc mắc là họ muốn tìm hiểu xem là đất Rosales có giá rẻ hay không, có phù hợp với cái người túi tiền của cộng đồng Việt Nam chúng ta hay không? Dạ, thường thường người ta hỏi cái câu này là đất Rosales có rẻ không, và rẻ là bao nhiêu? Bao nhiêu? Vâng. Dạ. Thì hiện nay Rosales có một khu đất hướng về phía nam, cho nên gọi là South View, tức là đất hướng về phương nam. Chúng tôi có chương trình khuyến mãi bớt hơn 20% cho quý vị, và nên mỗi miếng đất cho hai người xài đó chỉ có 5.850 đồng mỗi miếng đất, cộng thêm tiền tưới nước cắt cỏ là 275 đồng. Cho nên mỗi miếng đất có thể xài được cho hai người, một người nằm trên, một người nằm dưới. Nếu quý vị không có thích cho người nào nằm trên mình thì quý vị có thể mua hai lô đất cạnh nhau, nhưng mà tính ra là mỗi miếng đất mỗi người đó chỉ có khoảng 3.000 đồng mỗi người thôi. Mà đất này là đất rất tốt trên đồi cao,
Cho nên quý vị nghĩ lại, một cái ghế massage chair chỉ cũng giá cũng cỡ đó mà thôi. Cho nên chúng tôi có giá đất để cho quý vị đến chọn lọc và chọn lựa cho cái chỗ nằm vĩnh viễn của mình. Có nhiều nguồn tin nói rằng Rosehill có giá rất mắc nhưng mà chỉ cái dân nhà giàu, nhưng mà đó là rất là nói oan cho chúng tôi, bởi vì Rosehill có đủ điều kiện, có đủ kiểu đất, đủ kiểu đủ cỡ để cho quý vị chọn lựa. Vì vậy xin quý vị gọi điện thoại có trên màn ảnh là 888-818-8670 để liên lạc với nhân viên tiếng Việt. Và nếu quý vị muốn, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến tham quan và tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Vâng, điện thoại rất là dễ nhớ. Xin chấm dứt, trước khi chấm dứt chương trình, các khán giả cũng muốn nghe lại một cái bài thơ của anh Chánh Trần đọc mà dành cho những người mà senior muốn nghe, thì anh có thể tặng quý khán giả bài thơ đó được không ạ? Xin kính tặng quý vị và cũng như các bạn già của tôi một câu thơ sau đây là: trăm năm lúc tuổi già, hậu sự đã lo xa, không phải bỏ tiền ra, con cháu đến dân hoa, được bình an cả nhà. Lo xong chuyện hậu sự cho quý vị thì tự mình cảm thấy yên ổn và cuộc sống lâu dài về sau sẽ được bình an trong tâm hồn cho chính quý vị và gia đình. Kính xin quý vị gọi điện thoại số 888-818-8670. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả và xin hẹn quý khán giả vào những chương trình tiếp theo của Rosehill. Xin cảm ơn quý vị.